thông báo về việc củng cố tổ Covid cộng đồng, đội điều tra dịch, thành lập tổ báo cáo Covid-19 cho phối hợp phòng chống dịch Covid-19 trong khu cụm công nghiệp. Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, khó lường và khó chịu báo, để đảm bảo công tác xử lý từng ổ dịch Covid-19 tại từng địa phương đạt hiệu quả, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trong chuyến công tác đến Long An ngày 10 tháng 7 năm 2021, trong đó có nội dung tăng cường kiểm soát chặt chẽ an toàn COVID-19 trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ngày 21 tháng 7, Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản số 7197 về việc củng cố tổ COVID-19 cộng đồng, đội điều tra, thành lập tổ báo cáo COVID-19 và phối hợp phòng chống dịch COVID-19 trong khu cụm công nghiệp. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan đơn vị triển khai thực hiện các nội dung sau. 1. Đối với việc củng cố tổ COVID cộng đồng, đội điều tra dịch và thành lập tổ báo cáo COVID-19 1.1. Quỹ ban nhân dân các quận, thị xã, thành phố ra soát, củng cố, thành lập, bổ sung ngay các tổ giám sát và tuyên truyền phòng chống COVID-19 tại cộng đồng, gọi tắt là tổ COVID cộng đồng ở tất cả các ấp khu phố trên địa bàn. Số lượng mỗi ấp có ít nhất một tổ COVID cộng đồng, mỗi tổ gồm ít nhất 3 đến 5 người, bao gồm cán bộ ấp khu phố, các đoàn thể tình nguyện viên tại địa phương, thành phần y tế, công an nếu có, trưởng phó ấp, bí thư chi bộ, dân quân, hội chữ thập đỏ, đoàn viên thanh niên ấp mỗi tổ covid cộng đồng có thể quản lý đến 50 hộ gia đình. Nhiệm vụ tuyên truyền vận động, nhắc nhở nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại từng hộ gia đình khu dân cư, thăm hỏi, giám sát, phát hiện và báo cáo ngay bằng điện thoại cho chính quyền địa phương và y tế tuyến xã những ca nghi mắc COVID-19 phát hiện tại các hộ gia đình khu dân cư, phát hiện, báo cáo các cấp có thẩm quyền những trường hợp không chấp hành thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, hỗ trợ chính quyền và cơ quan y tế truy vết các F1, F2 khi có ca bệnh COVID-19 liên quan ở địa bàn phụ trách thực hiện nhiệm vụ khác phù hợp với khả năng do ban chỉ đạo cấp xã phường phân công kinh phí hoạt động cho tổ covid cộng đồng từ nguồn kinh phí phòng chống dịch của địa phương mức chi theo nghị quyết 16 ngày 8 tháng 2 năm 2021 của chính phủ và hướng dẫn của sở tài chính thành phần tham gia tổ covid cộng đồng không được trùng lấp với thành viên các đội điều tra xử lý báo cáo khác 1.2 quỹ ban nhân dân quyền thị xã thành phố trà soát củng cố ngay các đội phản ứng nhanh điều tra xử lý dịch bệnh covid 19 tuyến quyện gọi là đội điều tra dịch tuyến quyện mỗi quyện thị xã thành phố thành lập ít nhất hai đội điều tra dịch tuyến quyện thành phần đội điều tra dịch tuyến quyện từ 6 đến 8 người trong đó có một đến hai cán bộ công an quyện trường hợp đi xử lý dịch tại công ty doanh nghiệp thì đội điều tra bổ sung thêm một đến hai cán bộ phòng kinh tế hạ tầng hoặc phòng kinh tế phụ trách quản lý công ty doanh nghiệp và huy động thêm từ các phòng chuyên môn đoàn thể tham gia nhiệm vụ điều tra truy chết các trường hợp F0, F1 trên địa bàn huyện và hỗ trợ trạm y tế điều tra F0, F1. Ngay sau khi điều tra xong thì chụp hình phiếu điều tra, gửi kết quả điều tra về cho tổ báo cáo công tác phòng chống dịch thuộc ban chỉ đạo cấp huyện để tổng hợp báo cáo ổ dịch ca bệnh, ra soát thành lập tổ báo cáo công tác phòng chống dịch thuộc ban chỉ đạo cấp huyện để thực hiện nhiệm vụ báo cáo kết quả xử lý dịch trên địa bàn cấp huyện thành phần một tổ báo cáo từ 4 đến 6 người, quy động thêm từ các phòng chuyên môn, đoàn thể tham gia, không bắt buộc tất cả là nhân viên y tế, nhưng phải có một thành viên là nhân viên y tế. Nhiệm vụ, tổng hợp thông tin, điều tra xử lý ổ dịch từ các đội điều tra dịch tuyến xã và tổ điều tra dịch tuyến quyện để báo cáo ban chỉ đạo cấp quyền, trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, tổ chức việc của ban chỉ đạo tỉnh. Thời gian báo cáo trong vòng 12 giờ kể từ lúc nhận thông tin ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 kinh phí hoạt động từ nguồn kinh phí phòng chống dịch của địa phương, mức chi theo nghị quyết 16 ngày 8 tháng 2 2021 của Chính phủ và hướng dẫn của Sở Tài chính. Lưu ý, danh sách các đội ở trên không được trùng lập người. 1.3. Quỹ ban nhân dân cấp quyền chỉ đạo, Quỹ ban nhân dân xã phường thị trấn, ra soát, củng cố đội phản ứng nhanh, điều tra, xử lý dịch bệnh COVID-19 tại các xã phường, đội điều tra dịch tuyến xã. Mỗi xã phường thành lập ít nhất 2 đội điều tra, số lượng mỗi đội điều tra từ 5 đến 7 người. Thành phần mỗi đội tham gia điều tra bao gồm 1 đến 2 cán bộ, trạm y tế, 1 đến 2 cán bộ công an xã, 3 đến 5 cán bộ, hội phụ nữ, đoàn thanh niên, cán bộ y tế trường học, đội dân phòng. Nhiệm vụ điều tra truy vết các trường hợp F0, F1, F2 trên địa bàn xã quản lý. Ngay sau khi điều tra xong thì chụp hình phiếu điều tra, gửi kết quả điều tra về cho tổ báo cáo công tác phòng chống dịch thuộc ban chỉ đạo cấp quyền để tổng hợp báo cáo ổ dịch ca bệnh ra soát thành lập đội phun hóa chất khử khuẩn mỗi xã phường thành lập ít nhất một đội phun hóa chất khử khuẩn số lượng mỗi đội ít nhất ba người thành phần dân quân tự vệ dân phòng nhiệm vụ phun hóa chất khử khuẩn tại nơi có ổ dịch xảy ra theo chỉ đạo của trung tâm y tế huyện kinh phí hoạt động từ nguồn kinh phí phòng chống dịch của địa phương mức chi theo nghị quyết 16 ngày 8 tháng 2 2021 của chính phủ và hướng dẫn của sở tài chính lưu ý danh sách cán bộ các đội ở trên không được trùng lập người 1 Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm áp dụng các giải pháp công nghệ, thông tin truyền thông và hỗ trợ của Ủy ban nhân dân cấp huyện trong công tác thống kê, báo cáo số liệu các trường hợp F0, F1 thông qua phần mềm báo cáo bản đồ phòng chống Covid-19 của tỉnh và biểu đồ hóa các số liệu F0, F1, báo cáo kịp thời cho lãnh đạo ban chỉ đạo tỉnh phục vụ công tác chỉ đạo điều hành. 2. Đối với việc phối hợp phòng chống dịch Covid-19 tại doanh nghiệp giao ban quản lý, khu kinh tế, sở công thương, sở kế hoạch và đầu tư phối hợp chặt chẽ với ban điều hành các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu, các doanh nghiệp ngoài khu cụm công nghiệp để chủ động cập nhật, quản lý danh sách công nhân, bao gồm cả những công nhân nghỉ phép của từng doanh nghiệp thuộc thẩm quyền, quản lý theo chỉ đạo của Quyết ban Nhân dân tỉnh tại mục 2 công dân số 5948 UBND VHXH ngày 24 tháng 6 năm 2021. Khi phát hiện ca nhiễm COVID-19 trong doanh nghiệp, thì lập tức cung cấp danh sách công nhân của doanh nghiệp cho ngành y tế để tiến hành truy vết khoanh vùng dập dịch triệt để. Ban quản lý khu kinh tế, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thành việc cập nhật danh sách trên theo thẩm quyền quản lý, cử cán bộ đầu mối báo cáo hàng ngày, hoạt động kiểm tra công tác phòng chống dịch trong từng doanh nghiệp và hỗ trợ ngành y tế trà soát kết quả xét nghiệm sàng lọc, tỷ lệ xét nghiệm của từng doanh nghiệp để đánh giá nguy cơ, tạo điều kiện cho lực lượng chức năng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch để kịp thời xử lý ngay khi có ca nghi ngờ trong doanh nghiệp. 3. Giao sở y tế phối hợp với các sở ngành tỉnh và quỹ ban nhân dân các quyền thị xã thành phố thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo trên, đảm bảo thực hiện đồng bộ, không né tránh trách nhiệm với tinh thần, thật sự chống dịch như chống giặc, quyết liệt, thần tốc, hiệu quả hơn nữa. Mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi cơ quan đơn trị là một pháo đài chống dịch. Mỗi cán bộ đảng viên, mỗi người dân phải là một chiến sĩ chống dịch. Theo nội dung trên, thủ trưởng các cơ quan đơn trị địa phương có liên quan nghiêm túc